Hi, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn ở channel youtube của Mangia Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mã màn hình gaming với số hiệu là vx 27802 k Và mã màn hình này vừa mới được ViewSonic giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây Tuy là một mã màn hình gaming nhưng điểm ấn tượng của mình về chiếc màn hình này đó chính là khả năng hiển thị màu sắc của em nó Còn bây giờ thì mình xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc màn hình này nhé Đầu tiên, điểm qua về phần ngoại hình của chiếc màn hình này thì chiếc màn hình này có phần viền được thiết kế khá mỏng và phần chân đế được làm hoàn toàn bằng kim loại. Và vì thế nên nó đem lại cho chiếc màn hình này một cảm giác sang trọng. Tuy nhiên thì chiếc chân đế này nó cũng có hai vấn đề. Thứ nhất là để lắp đặt chiếc chân đế này thì các bạn vẫn phải sử dụng là ốc vít. Và thứ hai, đây là một chiếc chân đế cố định nên việc xoay trở là điều bất khả thi. Và Hãng cũng biết điều đó nên họ đã cung cấp cho chúng ta là tiêu chuẩn ngàm VSMO và bốn con ốc kèm theo để bắt am trên chiếc màn hình này. Okay. Về phần cụm phím chức năng thì ViewSonic họ vẫn sử dụng cụm phím bấm truyền thống được đặt ở góc phải màn hình và về phần cổng kết nối thì chiếc màn hình này hỗ trợ hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Ngoài ra thì nó cũng có hỗ trợ một cổng âm thanh 3.5mm nữa về thông số kỹ thuật của chiếc màn hình này thì chiếc màn hình này có kích thước là 27 inch sử dụng tấm nền IPS và độ phân giải tối đa là 2K thì là một chiếc màn hình gaming nên tần số quét của nó là 170 Hz và tốc độ phản hồi là 1 ms thì với những thông số này nếu như các bạn không phải là một người quá trai hạt về những tựa game bắn súng thì những thông số này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu chơi game của các bạn Tiếp theo là về khả năng hiển thị màu sắc thì đây là điểm mạnh nhất trên chiếc màn hình này với 10 bit màu trong đó có 8 bit màu thật và 2 bit màu ảo. Thì mình có thử đo bằng công cụ là Spyder X Elite thì nó đưa ra những thông số rất ấn tượng như 100% sRGB, 96% DCI-P3 và 86% NTSC. Ngoài ra, thì Delta E đạt dưới 2 và đạt ngưỡng trung bình là 0,97. Thì toàn bộ những điều trên đã đem đến cho mình những trải nghiệm khi giải trí và làm việc với màu sắc vô cùng sống động và chính xác. Và chưa hết, thì chiếc màn hình này cũng có hỗ trợ tính năng HDR10 với độ sáng là 350 nit thì càng đem lại cho những trải nghiệm về hình ảnh tuyệt vời hơn nữa. Tổng quan lại thì với tầm giá khoảng 6 triệu và độ phân giải 2K cùng với khả năng hiển thị màu sắc vô cùng tuyệt vời, thì chiếc màn hình này cực kỳ đa dụng. Các bạn vừa có thể giải trí, chơi game cũng như xử lý những công việc liên quan đến hình ảnh mà không cần phải lăn tăng gì cả. Thì hiện tại chiếc màn hình này đã có mặt tại My Gear và mình sẽ để phần link mua hàng ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.